Kính thưa quý vị, trong năm học 2020-2021 này, chương trình phổ thông mới sẽ chính thức được triển khai. Và với định hướng chú trọng khám phá, phát triển phẩm chất và trình độ của học sinh, chương trình mới hứa hẹn sẽ thay đổi phương pháp học tập, giúp cho các em học sinh có thể học tập và phát triển toàn vẹn khả năng của mình. Và trong những nội dung của chương trình phổ thông mới, những tiết học STEAM cũng được các trường chú trọng triển khai. Vậy STEAM là gì? Học STEAM như thế nào? Phụ huynh có thể cho trẻ học STEAM ở đâu? Và tất cả sẽ có trong chuyên mục Trường học tương lai ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đây là một tiết học STEAM tại trung tâm STEAM Zone, tọa lạc tại khu công nghệ phần mềm Quang Trung thuộc quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Lớp học này thu hút rất nhiều cô bé, cậu bé khám phá khoa học, thi nhau thiết kế, lập trình những mô hình và sản xuất ra rất nhiều sản phẩm rất sáng tạo từ những vật liệu như vỏ chai, hộp giấy. Học trải nghiệm STEAM chính là một không gian cho những nhà khoa học nhí thỏa sức mình khám phá, viết nên những đam mê sáng tạo, tìm tòi những điều mới mẻ của thế giới xung quanh các em. Con cảm thấy là rất thích vì nó có sự sáng tạo và sự tự lập. Con được học như là lắp ráp, mô hình, rồi xong rồi làm mấy cách sốt và nhiều thứ. Dạ, khi mà con làm ra sản phẩm thì con rất là thích và bởi vì con thấy nó thú vị. Khi mà con học ở đây, con cảm thấy rất là vui và vui chơi cùng các bạn. Dạ, con không muốn đi vào sớm tại ở đây có nhiều các bạn và ráp ráp rất là vui. Thì trong một hai buổi đầu thì bé nó hơi bỡ ngỡ, nhưng mà tới buổi thứ ba thì bé rất là thích. Nên mà tại vì khi mà học xong chương trình này á thì bé sẽ làm được những cái sản phẩm nên bé rất là thích. Thì mỗi lúc mà về nhà thì bé hay phê với ba mẹ là con đã làm được cái sản phẩm này, sản phẩm kia, nên mình cảm thấy rất vui. Thì trong giai đoạn đầu thì mình sẽ hướng cho bé đi học, nhưng mà nếu mà trong thời gian sau thì mình sẽ hỏi ý kiến của bé, ví dụ như là bé thích thì mình sẽ đầu tư để cho bé tham gia cái STEM. Học xong về nhà thì bé cũng có chia sẻ lại về cái buổi học với ba mẹ, thì chị thấy phản ứng là bé rất thích chỗ này và học xong là không muốn về luôn. Tại vì có quá nhiều thứ để chơi, để học, để khám phá trong này nên là bé nói thích lắm. Thì nhìn chung là chị thấy khá là hay và chị đánh giá cao về cái chương trình học và trải nghiệm ở đây. Đa số các bé sẽ tập trung là vừa học, chị thấy được học nè, rồi trong quá trình học nó sẽ vui chơi, nó trải nghiệm, và cuối cùng cái quan trọng hơn là trong quá trình nó trải nghiệm nó lại có thể phát triển được cái khả năng sáng tạo của nó, làm ra được cái sản phẩm. Thì nó về nó cảm thấy nó tự hào lắm vì hôm nay học được được chơi và lại làm được cái của chính mình. STEAM là viết tắt của khoa học, science, công nghệ, technology, kỹ thuật, engineering, nghệ thuật, art và toán, math. Giáo dục STEAM không đơn giản là liên kết 5 chủ đề trên với nhau. Nó là một phương pháp giáo dục mới, bao gồm nhiều kỹ năng giảng dạy và tích hợp các lĩnh vực gắn liền với cuộc sống thực tế. Hiện nay, ở các cấp học từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hay trung học phổ thông, phương pháp giáo dục STEAM đã được nhiều trường áp dụng với mong muốn những tiết học trải nghiệm STEAM sẽ giúp học sinh phát huy được phẩm chất, năng lực và hình thành được những kỹ năng giao tiếp, cộng tác, tư duy và giải quyết vấn đề một cách khéo léo, khoa học và logic. Đó là các kỹ năng mà các thế hệ tương lai của chúng ta rất cần trong thế giới công nghệ ngày càng phát triển. Đầu tiên là chúng tôi xây dựng cái trung tâm STEM Zone này để mà đào tạo bồi dưỡng giáo viên. Cái cách thức mà dạy chương trình giáo dục phổ thông mới như thế nào, và từ đó là áp dụng cái phương pháp giáo dục STEM vào trong cái chương trình giáo dục phổ thông. Thì như vậy là chúng tôi xây dựng ra một cái thư viện, gọi là thư viện là bài học STEM. Như vậy là giáo viên khi hay dạy một cái môn học theo một cái môn học nào đó, thì như vậy thì giáo viên sẽ biết xây dựng một cái bài học STEM như thế nào, xây dựng một cái hoạt động trải nghiệm như thế nào, và làm một cái nghiên cứu khoa học trong nhà trường phổ thông như thế nào. Khi mà giáo viên mình nắm nhuần nhuyễn những cái đó rồi á, thì học sinh mình rất là có lợi. STEAM Zone là một trung tâm sáng tạo với tiêu chí học sáng tạo để kiến tạo, nhằm tạo ra một không gian learn, fun, create đẳng cấp với hàng loạt trang thiết bị hiện đại. Một không gian lý tưởng để các em học sinh học hỏi, trải nghiệm các vấn đề thực tế, thực hiện hóa những ý tưởng mà các em vẫn chưa làm được hay sáng tạo ra một sản phẩm nổi bật. Tại STEAM Zone luôn chào đón các em học sinh đến tham quan và thực hành trải nghiệm. Ngoài ra còn được trang bị nhiều thiết bị hỗ trợ sản xuất bao gồm máy in 3D, máy cắt laser, máy CNC, các mô hình robot, các mô hình market space, nhà kính ươm mầm, trồng cây, máy làm bánh, v.v. Khi theo học tại trung tâm STEAM Zone, các em sẽ có cơ hội tiếp cận với các chương trình học STEAM bài bản, hiệu quả, giúp các em cảm thấy hứng thú ngay khi bước vào lớp học STEAM. Trong quá trình học,
các em sẽ phát triển kỹ năng 4C: Creative, kỹ năng sáng tạo; Critical Thinking, tư duy phản biện; Collaboration, kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm; Communication, kỹ năng giao tiếp. Ngoài ra, chương trình học còn giúp các em học sinh tìm được sự liên kết trong học tập sáng tạo, ứng dụng các kiến thức và khám phá trực tiếp các công nghệ mới hiện đại. Ở đây là cái trung tâm STEM Zone đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh và có cái quy mô lớn nhất hiện nay. Như vậy là học sinh từ 3 cho tới 18 tuổi cùng với giáo viên đến đây để có thể hoạt động trải nghiệm ở tất cả những chủ đề trong cái chương trình giáo dục phổ thông. Và cũng ở đây các em là có thể là làm quen với lại tất cả những cái lĩnh vực nghề nghiệp của STEM. Và từ đó là một cái điều quan trọng là trẻ nó có thể là định hướng được cái nghề nghiệp của mình trong tương lai. Và ở đây cũng có thể phát hiện được những cái năng khiếu, những cái bẩm sinh của trẻ, và từ đó chúng ta có những cái giải pháp để phát triển một cách coi như là phù hợp cho trẻ. Hiện nay, STEM Zone có các chương trình học hiện đại đầy đủ từ cơ bản đến nâng cao, được phân chia theo các cấp độ rõ ràng dành cho các em học sinh từ bậc mầm non đến bậc trung học phổ thông. Các chương trình học bao gồm: 1. Cấp độ từ 3 đến 6 tuổi, STEM kiến trúc và xây dựng, STEM truyền động, STEM robotics. 2. Cấp độ từ 7 đến 11 tuổi, STEM kiến trúc và xây dựng, STEM truyền động, STEM toán học, STEM coding, STEM robotics, STEM market space. 3. Cấp độ từ 12 đến 15 tuổi, STEM kiến trúc và xây dựng, STEM năng lượng, STEM nông nghiệp công nghệ cao, STEM cơ khí và chế tạo máy, STEM thiết kế 3D và in ấn, STEM market space, STEM kết nối vạn vật IoT. 4. Cấp độ từ 16 đến 18 tuổi, STEM kiến trúc và xây dựng, STEM năng lượng, STEM nông nghiệp công nghệ cao, STEM cơ khí và chế tạo máy, STEM thiết kế 3D in ấn, STEM market space, STEM kết nối vạn vật IoT. Trong tương lai, những chương trình đào tạo về STEM hứa hẹn sẽ là môi trường giáo dục toàn diện để phát triển trí tuệ của trẻ.